Chào các bạn nhá. Thì đã lâu lắm rồi mình không có dịp đi chợ chim, chợ thành phố Lạng Sơn, chợ bờ sông để quay chim cho các bạn cùng xem. Thì hôm nay mình đang có mặt ở chợ chim thôi. Đấy, thì tiếp tục là mình sẽ đưa anh em đi tham quan chợ chim của thành phố Lạng Sơn nhá. Hiện tại mình đang đi vào cổng đây. Mời các bạn cùng mình đi vào trong xem hôm nay phiên chợ đầu tháng có nhiều chim không các bạn nhé. Đây, ở đây hiện tại là có bán một chú chó mèo. Tiếp tục đi ở bên trong này còn nhá. Đấy, ở đây chưa gì đã có mấy chú chim chào mào và bác nào ở đây rồi này. Đang ngay đầu chợ các bạn nhé. Chào mào các bạn ạ. Toàn chào mào này. Đấy, thì đây là đầu chợ thôi. Thì vào trong bên trong chợ để ngắm các bạn nhé. Đây, tiếp tục vào bên trong đi. À, đây này là chuột. Con này con là chuột gì đâu? Chuột lang. À, chuột lang nhỉ? Chuột lang. Con này nhà ông nuôi à ông? Ờ, nhà nuôi. Hai con. Hôm nay mới thấy ông đi bán rồi nhỉ? Không, mang mình không ra chợ đâu. À, không ra chợ đâu. Chẳng qua đi dạo một tí cho nó vui. Con này giờ bán bao tiền đôi không? Đôi này là 300. Đẹp với chứ nhỉ, lông nó mượt thế nhỉ. Cái này con đang có 2 tháng rồi, nó còn to hơn nữa. Còn 8-9 lạng cân. Đây có thỏ. Thỏ. Wow. Tiếp tục vào bên trong này các bạn nhá. Chim sáo hạ mi. Ở đây bán hạ mi này. Tiếp tục ngắm. Thấy con nào đuổi ra không? Đây, 26 ạ. Chè lửa, chè than. 1 triệu bác ơi. Hảo mi, hảo mi đắt rồi. Đắt lâu rồi mà bác. Nó con nào con đấy hot hết rồi. Hảo mi bây giờ là đắt rồi. 1 triệu một con. Đắt nó hot hết rồi. Từ năm ngoái năm kia là đắt đúng không? Đã có dịch, lúc có dịch thì đắt rồi. Lấy khó. Khó. Hảo mi 1 triệu một con. Bác lấy con nào em gửi ra cho xem riêng đấy. Cho hộp lại kém được á. Đây kia là khuyên. Chúng ta lại chim anh em nhá. Đây, tiếp tục anh em ạ. Ngắm bên này. Đây. Đây, sáo đây. Sáo đá tước một số lại vẹt. Đây là khuyên, chim khuyên, chim khuyên. Có một con vẹt to. Tiếp tục mời anh em vào trong khu vực chính này. Đây, khu vực này bán rất nhiều lồng này anh em này. Lồng chim. Các loại lồng. Đây, bên này vừa vào đây, bên này có một số là chim này. Ê, anh Trung. Đây. Khá lâu rồi, không ra đây rồi anh kia. Đây có hai con tiểu mi này các bạn này. Tiểu mi nhá. À, treo bông. Khuyên. Chào mào bông. Lại gặp chị. Chuyện nào cũng có chim bán. Dạ. Chào mào bông. Chú khuyên. Đấy. Bên này cũng toàn là khuyên đấy các bạn này. Khuyên. À, hôm nay bên này bắn rất là nhiều chuối nhỉ. Hôm qua vừa dằm xong hết. Đây có một số loại chim mà chưa mở lồng.
Đây, khu vực này là bán thức ăn cho chim và một số phụ kiện cho chim. Cầm thêm cái để em sớm thế. Mấy mấy phiên hôm nay chơi à? Em rảnh em mới ra được. À đây mấy phiên không ra rồi. Hôm nay là tranh thủ ra chơi. Ra chơi tí. Chim chưa ra đâu nhỉ? Một số này Phạm Mi à? Ôi con này con gì đỏ đó ấy nhỉ? Loan phượng à? Chim loan phượng. Phạm Mi. Mi chào mào. Chào mào. Đi là cái đôi này sao rồi? Đi đôi này rồi. Đôi này nhà là nó đôi luôn này. Đây này có cái chọn ra được cả đôi. Cái con này không luôn. Nó có cả đôi luôn. Gà này bác á, nhiều chim đẹp đấy nhỉ? Có mà em. Mấy chuyến này không ra đi chơi rồi. Đây, cụ táo bác này xếp vào lồng này đấy à? Ừ. Toàn lồng chất đấy nhỉ? Ừ, cho những lồng này nhìn hấp dẫn nhỉ? À, yêu thương. À, hai con kia đẹp đấy. Kịch tờ, kịch tờ. Kịch không con của em không? Kịch tờ, kịch tờ. Kịch tờ to. Đúng rồi. Đấy. Kịch tờ. Đá yêu thương là kịch tờ to là 5 lít. 5 lít con này hả bác? Đá yêu thương. Cho cái cấy xem. Ở đây. Đấy. Con này màu thế nào? Đuổi vào lông của em đâu nhỉ? Em đuổi đi. Về con kia nó thuần kệ nó nhỉ? À. Con của anh người ta khác. Con của anh đây à? Con bên này cũng đẹp này. Mấy em bây giờ như nào? Đuổi kiểu gì đấy? Anh vẫn còn một cái lồng đây. Mua lồng luôn được. Hay rồi cái lồng này vào cái rồi con đấu này vào cái là được có gì đâu. Con đấu thế nào? Cái đấu. Bây đâu à? Nổ dòng rồi, ra dòng hết rồi. Có mà mỏ lắm, lên mỏ 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 mỏ. Con mỏ mỏ cực luôn. Cho xăng đuổi luôn cả ba con này. Cho chung một lồng anh. Mở lồng ra đuổi đi. Bắt luôn ba con. Người ấy nó vào. Bỏ ra thôi. Bỏ ra cho nó vào luôn. Đang rồi, một con rồi. Hai con rồi. Rớt con kia. Bắt hết luôn ba con này. 30 con bắt. Chưa hết. Con này về móc lên dàn nó còn chưa mập rồi. Đúng rồi, khá thuần đấy. Con ấy mới lấy hôm qua này nó chết nó. Chiến đấu của nó. Kích tờ một con. Kịch tờ to một con, 5 lít một con. 5 lít một con này nhìn nè. Đấy, hãy ngắm này. Ngắm đi, ngắm chim rồi. Chào vào những con này 5 lít đi. Kịch tờ một con. Một con nào màu cực đẹp luôn. Màu lên. Quá đẹp luôn. Ba con bên này đã khách đã lấy rồi. Ba con này khá đẹp. Khách lấy rồi. Con
nốt luôn rồi này. Đấy, khu vực bên này bán đủ các loại lồng chim rồi anh em này. Cả các loại lồng chim luôn. Ở bên này cũng vậy. Bên này bán đủ các loại lồng chim luôn. Cốc chim, hộp chim. Bên này là có một con khiếu, con phạm y. Khiếu phạm y. Một khiếu phạm y. Khiếu. Một khiếu, hai họ mi. Đây có mấy em trao màu. Bắt hết 4 con đấy, phải không bắt? Con nào đẹp là bắt hết. Con nào chả đẹp. Con nào cũng đẹp, con nào cũng xinh. Giá yêu thương. Yêu thương. Kịch một tờ. Kịch một tờ to. Đây con này là anh kia bắt hết rồi. Kịch một tờ to là biết bao nhiêu không? Năm lít một con. 500 gram con. Bán chim đẹp. Đây bán lồng nhiều lắm các bạn này. Đủ các loại lồng luôn. Đó, chim bắt đầu đông dần đây rồi. Chim ăn những vải lồng bẫy. Nó đắt đắt tí được. Có cái này anh bán. 180.